Minna san konbanwa. Yeah, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lại bắt đầu trên cuộc hành trình chinh phục đọc hiểu trong kỳ thi GPT tháng 12 này. Hôm nay sẽ là chô bưng. Bài dài. Đóng cho anh cái cửa ấy. Hôm nay sẽ là bài dài và là cái bài mà nhiều bạn gọi là mình hay nói trêu chô bưng là con ghẻ. Tại sao là con ghẻ các bạn biết không? Vì chô bưng là cái mà các bạn thường để dành làm cuối cùng. Những bài khác làm xong hết rồi, nếu mà còn thời gian thì làm, thiếu thời gian thì bỏ. Đấy, mình hay nói là con ghẻ. Mặc dù chô bưng thì không có gì khó. Rồi, thì mình có nói qua một chút, giới thiệu qua một chút, vẫn là lớp online VIP 15 mà thôi. Chương trình học thì 55 buổi, cấp độ từ N5 đến N1. Thời gian học từ 7 giờ đến 9 giờ Việt Nam hoặc 9 giờ đến 11 giờ Nhật Bản. Đó. Nếu mà chúng ta học ở đây thì sẽ là học trực tiếp cùng với giáo viên qua Zoom, học đầy đủ kiến thức, hỗ trợ cả khả năng Kaiwa nghe nói tiếng Nhật nữa. Quà tặng là tuyển tập các đề thi cho GPT qua các năm được biên soạn lại bởi Dũng Moody nhé. Cái tuyển tập các bạn hay đao trên mạng thì có rất là nhiều lỗi sai. Đó, mình phải khẳng định, các bạn cứ thử làm mà xem. Nó sẽ có nhiều lỗi sai kể cả về đề lẫn đáp án. Thì cái này là Dũng Moody biên soạn lại từ 2010 trở lại đây để tặng miễn phí các bạn. Thứ hai là khóa học online 6 tháng có trị giá là 2.400.000 và không đỗ sẽ được học lại miễn phí. Ngoài ra thì đầu năm sau thì sẽ có lớp online VIP 500 cấp độ N1, cô Thanh và cô Hiền phụ trách. Khai giảng vào cuối tháng 2 các bạn nhớ nhá. Nếu bạn nào đỗ được 2 nhớ phải học N1 nhá. Rồi, ok chưa? Nào các bạn đã đầy đủ chưa để chúng ta cùng nhau bắt đầu nội dung chính ngày hôm nay nhỉ? Ok chưa nào? Đấy, trô bưng phát là các bạn sợ. Nhưng các bạn có biết một cái sự thật thú vị không? Sự thật thú vị là phần trô bưng là phần nhiều, một trong những phần nhiều điểm nhất. Vì sao? Vì nó nhiều câu. Đúng ạ, thậm chí N1, nếu bạn học N1 nó có 2 bài trô bưng, mỗi bài 3 câu, 6 câu, 6 câu đấy cực kỳ nhiều điểm. Nó từ 12 đến 18 điểm. Tức là câu chuyện các bạn làm đúng hay làm sai trô bưng nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến kết quả bạn đỗ hay trượt đấy. Nào, một bài trô bưng chúng ta xem này. Đầu tiên, chúng ta cần phải có chiến lược thời gian cụ thể. Chiến lược thời gian cụ thể. Phần chiến lược thời gian này thì nếu mà bạn nào học mình qua các khóa Zoom thì mình nói rất là kỹ rồi. Ở đây thì mình có thể nói qua một chút, đúng không ạ? Tức là chúng ta nên dồn thời gian làm từ vựng, ngữ pháp, làm nhanh đi. Để dồn thời gian, đặc biệt những bạn học thi N2, N1 ấy, dồn nhiều thời gian cho đọc hiểu. Đó. Và chúng ta biết là phần đọc hiểu trô bưng đoạn văn dài này nó tốn rất nhiều thời gian. Cho nên chúng ta phải xem. Đây, 2 tuần cuối, 3 tuần cuối này, làm đi. Xem làm bình thường mình đủ thời gian không hay thiếu thời gian. Thiếu là bao nhiêu, thiếu là 2-3 phút. Hay là thiếu 5 phút, 10 phút, 15 phút. Đó, chúng ta phải xem. Nếu chúng ta là những người làm rất chậm, chúng ta bị hỏng kiến thức, rỗng kiến thức, phải xem lại cách học của mình. Nhưng bây giờ thì không còn thời gian xem lại nữa thì phải đành chấp nhận. Thiếu 5, 10 phút, 15 phút chúng ta phải chấp nhận. Có thể bỏ đi phần nào. Thậm chí là đây là cái phần mà ví dụ tùy từng N nhá, thậm chí chúng ta phải bỏ một bài chỗ, một hai câu trong một bài 3 đáp án, 4 đáp án của chô bưng đi. Đó, thì phần này cần chiến lược thời gian cụ thể. Mình không thể nói quá dài cái phần này được vì nó tùy thuộc các bạn thi N nào và tùy thuộc cái năng lực của bạn. Các bạn đang làm thiếu bao nhiêu thời gian qua các đề thi luyện gần đây đúng không? Thứ hai này, nội dung bài thường không quá khó mà chủ yếu là dài, đúng không ạ? Gây tâm lý chán nản. Nếu được tốt nhất thì thầy cô rất muốn các bạn làm, bởi vì thực ra trô bưng là bài không hề khó lấy điểm. Thực ra nhiều khi sai dễ nhất là cái bài tan bưng, cái bài ngắn tí. Cả bài đấy nó đúng một câu hỏi. Những cái bài này nó có 3 câu hỏi thì thường là 2 câu dễ 1 câu khó, hoặc cả 3 câu đều dễ. Ừ thì 2 câu dễ 1 câu khó, mình ăn 2 câu dễ đi, còn 1 câu khó thì thôi. Còn những cái bài tan bưng các bạn đã không hiểu rồi, các bạn sai cả bài luôn. Đó. Và là gì ạ? Vận dụng tổng hợp tất cả lý thuyết trong 4 buổi đọc hiểu đã học vừa qua để làm. Từ thứ 6 tuần trước đến bây giờ chúng ta đã có 4 buổi. Từ thứ 5 tuần trước chứ đúng không ạ? 4 buổi lý thuyết đọc hiểu rồi. Thì vận dụng tất cả những buổi lên tan bưng, chư bưng vào làm cái bài chư bưng này. Thực ra bởi vì nó là gì ạ? Tổng hợp của những bài tan bưng, chư bưng thôi. Nhớ nhá, các bạn nhá. Bạn nào mà quên thì xem lại những video hôm qua, hôm kia, hôm kia. Rồi, đầu tiên chúng ta đến với luyện tập đầu tiên. N3 tháng 7 năm 2022. Đây, đầu tiên là một bài này. Bài chô bưng của N3 nhá. Nó sẽ có 2 đoạn. Thực ra nó có 4 đoạn, mình cắt làm đôi. Và với cái phần này, chúng ta trả lời giúp mình 2 câu hỏi này. Đề N3 tháng 7 2022 nhá. Ok, chúng ta cùng nhau chữa nhá. Nào,
Câu hỏi đầu tiên này. Trong bài có phần là gì ạ? Đã bắt đầu bỏ cuộc. Thì người ta hỏi là gì ạ? Không hỏi là tại sao bỏ cuộc. Người ta không hỏi là bỏ cuộc thì gì, mà người ta hỏi là gì ạ? Bỏ cuộc cái gì? Nhá, cực kỳ chú ý xem câu hỏi người ta hỏi cái gì để lấy đó làm keyword. Bỏ cuộc cái gì? Đó. Và chúng ta có thể tìm thêm keyword ở dưới này cũng được hoặc không. Đây, có thể tìm thêm keyword ở dưới này. Keyword nó sẽ là gì ạ? Những phần lặp đi lặp lại ở 3 hoặc 4 câu đây. Đó. Gửi tặng quà cho bố mẹ. Đúng không? Thì đây. Người ta bảo là gì ạ? Akirame hajimete ita. Đã bắt đầu từ bỏ. Thì thường từ bỏ cái gì nó sẽ ở trước đúng không? Thi thoảng sẽ có ở sau nhưng rất hiếm. Đằng sau nó bảo là những khi như thế thì không phải. Không phải nói về những từ bỏ cái gì rồi đúng không? Thì chúng ta chỉ cần đọc hai câu trước là được. Ngoài ra nếu tìm thêm một keyword về tặng quà nữa thì sẽ biết nó nằm ở đây. Nằm ở đây. Và đọc thật kỹ câu này xem. Đúng không ạ? Người ta bảo là tôi thì cứ vào những ngày kỷ niệm kết hôn của bố mẹ hàng năm thì tôi sẽ gửi những món quà khác nhau mỗi năm. Mỗi năm lại tặng bố mẹ một món quà khác nhau. Và bố mẹ ở nhà cũng cực kỳ háo hức với món quà đó hàng năm của tôi. Tuy nhiên đấy, xem từ bỏ cái gì mà đúng không? Tuy nhiên bởi vì tôi đã liên tục làm việc này hơn 20 năm trời rồi, cho nên ý tưởng cũng dần dần hết quà để tặng. Mỗi năm phải khác nhau, kiểu gì cũng phải bị lặp đúng không? Hết ý tưởng rồi. Và năm nay thì tôi đã bắt đầu từ bỏ rằng, tố là rằng nhé, tôi đã bắt đầu từ bỏ rằng chắc chỉ còn cách là tặng những thứ đã từng tặng trước đây mà thôi. Còn mỗi cách đấy thôi. Tức là gì ạ? Từ bỏ cái gì? Từ bỏ cái này, từ bỏ cái gì nữa đúng không? Từ bỏ việc tặng những món quà khác nhau mỗi năm. Đó. Ok chưa? Thì nó phải là đáp án mấy? Đáp án số 1. Rất rõ ràng đúng không nào? Ryoshi ni imamade to chigau prezento o okuru. Ở đây là người ta dùng từ là gì ạ? Maitoshi chigau. Mỗi một năm khác nhau, người ta dùng từ là gì ạ? Cái món quà mà khác từ trước đến nay. Cũng thế mà đúng không? Đó, từ đồng nghĩa thôi. Chứ không phải bảo là từ bỏ cái việc gửi những món quà giống nhau như mọi lần. Không có đúng không? Sai ở đâu cái đấy này? Gửi quà cho đến ngày mà kỷ niệm kết hôn nói chung không có ý nghĩa gì cả. Số 4 người ta bảo là từ bỏ việc nhờ bố mẹ này. Tê mô đao là nhờ ai đó làm gì đó này. Nhờ bố mẹ chốt, quyết định, chọn cái món đồ mà mình thích để mình tặng. Bố mẹ thích cái gì bố mẹ chọn để con tặng đúng không? Không phải. Rồi, vậy là gì ạ? Một là đáp án số 1 nhá. Tiếp theo này, câu số 2 này. 私が説明の紙を読んで知ったことはどんなことですか? Tức là gì ạ? 何を知ったんですかね? Đã biết gì sau khi đọc cái tờ giấy giải thích, tờ giấy hướng dẫn đúng không? Rồi, thì đều liên quan đến cái ngọn lửa của nến đúng không? Ngọn lửa của nến nó làm sao? Nhưng mà cùng nhau xem nhá. Đây, cái tờ này đúng không? Tờ giấy thuyết minh này đúng không? Ừ. Và biết được cái gì? Rōsoku no hi đây đúng không? Ở đây chúng ta có này, những keyword chúng ta vừa đọc này. Biết cái gì đây này? Shitta. Đấy. Shitte ita. Nhưng chúng ta phải để ý này, nó sẽ là phần này chứ không phải phần này. Tại sao lại thế? Bởi vì kể cả những bài này thôi hay những bài mail của trình độ N3 hay N2 có một cái cách người ta hay lừa chúng ta. Nếu chúng ta làm mail chúng ta, mình hay nói với học sinh ấy, bạn nào hoặc là các bạn tự làm, các bạn để ý xem nó sẽ có những cái kiểu lừa đó là gì. Gozonji no tori hoặc là gì ạ? Anata mo shitteru koto da to omoimasu ga. Như những gì anh biết hoặc như những gì mọi người cũng đã biết. Hay điều này anh đã biết trước rồi đúng không? Mail nó bảo là gì ạ? Như mọi gozonji no tori, như những gì mọi người cũng biết, tháng sau chúng tôi sẽ chuyển công ty. Đó, tháng sau nó sẽ nói về một cái gì đó. Và câu hỏi là gì ạ? Điều tác giả muốn nói nhất. Nhiều bạn sẽ phân vân, hình như mai chuyển công ty cái việc này là việc quan trọng. Có những cái dưới không quan trọng bằng, hoặc là chả biết cái nào quan trọng hơn. Thì thực ra chúng ta phải để ý cái đầu câu nó bảo là gì ạ? Như những gì anh đã biết, tức là gì ạ? Bức thư này nó không muốn truyền đạt câu chuyện là chuyển công ty,
Vì đây là cái điều anh đã biết rồi. Đó. Thì cũng tương tự như vậy, tương tự với những cái cách lừa của những bài thơ như vậy, thì ở đây là gì ạ? Tôi đã biết, đúng không? Tôi đã biết rằng cái ngọn lửa của nến nó có công dụng là xóa đi, là mất đi những cái mùi, mùi hôi, mùi không ưa thích. Nhưng lần đầu tiên bây giờ tôi mới biết rằng nó còn có cả công dụng làm cho món ăn trở nên ngon hơn, trông ngon hơn, đúng không? Nào, ok, là biết được cái đấy rồi. Nào, đáp án mấy các bạn nhỉ? Nó sẽ gì ạ? Nó sẽ có những cái cách, những ngọn lửa này nó sẽ đung đưa không đồng nhất. Đấy. Thực ra có viết nhá. Cái này có viết này. Đâu nhỉ? Đây. Fukisoku ni yasashiku hi ga yure ru. Nhưng mà thứ nhất là gì ạ? Nó không nằm ở trong cái phần chúng ta cần đọc kỹ. Và thứ hai, nó là điều mà không phải là tác giả mới biết lần đầu tiên. Đó. Mới biết sau khi đọc cái này cơ mà. Người ta hỏi là biết cái gì sau khi đọc cái này cơ mà. Đúng không? Đấy, cực kỳ phải chú ý nhá. Chứ không phải cứ cái gì có trong bài là cứ auto là khoanh thôi. Đấy, nhiều bạn là chọn 1 đúng không? Đấy. Và có bạn chọn 2. Xem 2 đúng nhá. Rōsoku no hi ga hito no kimochi o ochitsukaseru koto. Tức là cái ngọn lửa này sẽ làm cho con người trở nên nhẹ nhàng, bình tĩnh, bình yên, đúng không? Làm cho con người trở nên bình yên, có viết không? Đây, số 3 là cái chúng ta đã sai nói vừa nãy rồi, đúng không? 4 là cái mà y hệt chúng ta vừa tìm ra rồi. Thế tại sao 2 sai? Bây mình hỏi ngược lại các bạn là những bạn chọn 2, tại sao 2 sai? Hito no kimochi o ochitsukaseru, đúng không? Các bạn thấy nó nói ở đâu? Các bạn thấy nó nói ở đây, đúng không? Nhưng có phải là điều này là điều đã nhận ra sau khi đọc cái này không? Mà thực ra bản chất đây là gì ạ? Trong cái hộp đấy đây này, trong cái hộp đấy nó có cái ngọn nến. Thì bật cái ngọn nến, bật cái ngọn nến lên. Thì bật lên thì thấy là cái ngọn lửa này nó rung không theo quy tắc gì cả. Và cái ngọn lửa đấy khi mình nhìn vào thì mình sẽ cảm thấy rất là bình an. Nhưng sau đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi mình đọc cái tờ giấy giải thích về công dụng của nến thì mình nhận ra cái gì, và đây mới là cái mà người ta hỏi các bạn nhé. Đọc cái này và biết, chứ không phải là nhìn ngọn nến mà biết, đúng không ạ? Cực kỳ cẩn thận các bạn nhé. Đó là bài số 2 này, đúng không ạ? Các bạn hiểu tại sao mình sai chưa? Rồi, không sao, sai thì không sao, nhưng mà chỉ được đổ mồ hôi trên thao trường, tuyệt đối không được đổ máu trên chiến trường, đúng không? Tuyệt đối không được làm sai câu này trong khi đi thi kiểu những câu như này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm hai câu cuối cùng của bài chôbun này. Desu ne. Mình sẽ gửi vào. Đấy, cứ áp dụng những cái cách làm mà mình nói. Đúng ở đâu, sai ở đâu, cạch vào đấy. Rồi là gì ạ? Bài nó hỏi cái gì? Đấy là keyword quan trọng. Chúng ta phải xem cái keyword đấy được nhắc đến ở phần nào. Và nó hỏi cái gì, đúng không ạ? Để khoanh vùng, à mình cần đọc kỹ phần này. Kiểu như vậy. Và không khoanh vùng được, không sao. Nhưng chí ít thì là gì ạ? Câu hỏi nó hỏi cái gì? Câu trả lời mình phải trả lời cái đấy. Nó bảo là biết được gì sau khi đọc tờ giấy, thì phải trả lời là biết được gì sau khi đọc tờ giấy. Chứ không phải là sau khi nhìn ngọn nến hay là sau khi cảm thấy cái gì, đúng không? Ok, nào, chúng ta sẽ cùng nhau chữa này. Đầu tiên là câu hỏi. Rōsoku wa yappari yameta hou ga ii to omotta. To aru ga. Naze desu ka? Ok. Ở đây lại có câu hỏi lý do tại sao. Lý do tại sao? Đúng không ạ? Tại sao tác giả lại nghĩ rằng thôi không dùng nến nữa? Yameta hou, yappari yameta hou ga ii. Nói gì thì nói, đúng không ạ? Yappari. Thôi nói gì thì nói, chắc là bỏ thôi. Tại sao lại thế nhỉ? Đúng không? Đáng khen như thế, đúng không? Đây, nó nằm ở đây này. Và bình thường với một câu hỏi na dề thì trước chúng ta học là sao ạ? Tìm những chỗ có tame, đa cả đa các thứ, đúng không? Nhưng người ta cũng hơi bắt bài một chút chúng ta. Người ta không đưa chúng ta một cái nhìn một phát trực quan, nhìn phát ra câu trả lời luôn, đúng không ạ? Người ta bắt đầu giấu những cái từ đa cả đa, giấu những cái từ tame đi, nhưng không sao. Đấy là câu chuyện của người ta.
Chúng ta không tìm nó trong vòng 20 giây thì tìm nó trong vòng 30 giây, 1 phút, 2 phút chả sao cả. Đúng không ạ? Miễn là từng chút một bình tĩnh chọn đáp án đúng, loại đáp án sai là được. Bây giờ này. Đây. Đọc cả cái câu này xem nó nói cái gì. Cái câu nó chứa cái đoạn cái chân ấy. Tôi đã nghĩ là thôi, không dùng đến nữa, nhưng sao? Nhưng tôi lại không từ bỏ. Mà tôi đã nhìn cái catalog, cái tập giấy giới thiệu nó được để cùng trong hộp nến đó. Và sao đúng không ạ? Thì đằng sau nó sẽ nói về cái gì? Về cái catalog chứ sao? Còn lý do tại sao lại nghĩ là như thế này nó phải ở trên chứ. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta nhìn đây. Đọc cái phần này, cái phần tiếp theo. しかししばらく火を見つけているとちょっと心配になってきた. À, tuy nhiên khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái ngọn lửa trên cái ngọn nến đấy thì tôi đã có một chút lo lắng. À, lo lắng chưa? Đây nó chính là nguyên nhân tại sao mà phải thôi không dùng nữa. Vậy cụ thể xem lo lắng vì cái gì là ra đáp án đúng không? 食事の後で消し忘れることあるかもしれない. À, nhỡ đâu đúng không? Đôi khi tôi sẽ quên tắt nến sau bữa tiệc. Vì cái nến là sao? Người ta bảo là gì ạ? À, nó có tác dụng làm cho bữa ăn trở nên ngon hơn, đẹp mắt hơn. Nhưng nhỡ đâu ăn xong quên không còn nến, không tắt nến thì sao? Hỏa hoạn thì sao? Đúng không ạ? Nguy hiểm. Hơn thế nữa, một lý do nữa này. Nhà bố mẹ tôi đang nuôi con mèo. À, ừ đúng rồi nhỉ? Cái này là đang nói về quà tặng bố mẹ đúng không? Bố mẹ tôi già hay quên đấy. Bố mẹ tôi lại nuôi con mèo nữa. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Con mèo lại nó nhảy lên cái ngọn nến nó đổ vào đâu đó thì còn nguy hiểm hơn đúng không? Rồi. À vậy lo lắng, lý do là muốn từ bỏ là bởi vì lo lắng cái gì ạ? Lo lắng nguy hiểm do quên tắt nến, lo lắng nguy hiểm do con mèo nó chạm vào nến gây cháy nổ cái gì đó đúng không? Rồi. Vậy thì các bạn chọn cái gì nào? Có phải là mai ni ryōshin ni rōsoku ageta koto o omoi dashita kara, bởi vì đã nhớ ra rằng trước đây đã từng có lần tặng bố mẹ nến rồi không? Không nói. Thứ hai là gì ạ? Bởi vì nghĩ rằng ngày kỷ niệm kết hôn mà đi tặng nến thì kỳ cục quá. Có nói không? Không nói tí nào. Số 3 là gì ạ? Ngọn lửa của nến ấy, đúng không? Đã trở nên lo lắng rằng cái ngọn lửa của nến có thể sẽ nguy hiểm. Đúng chưa? Đúng rồi. Số 4 này. Rōsoku yori atarashi petto ageta hou ga yorokobareru to omotta kara. Bởi vì nghĩ là gì ạ? Thay vì tặng ngọn nến thì tặng một con vật nuôi, một con thú cưng mới có lẽ sẽ được bố mẹ vui hơn. Không nói tí nào nữa. Cái con mèo đấy không phải con mèo tặng mà đấy con mèo bố mẹ tôi đang nuôi đúng không? Vậy phải là số 3. いいですね. Tiếp theo này. Câu số 4. Ryōshin no prezento nitsuite watashi wa ima dono you ni kangaeteru n desu ka? À, tôi nhấn mạnh này, bây giờ nhá, hiện tại nhá, đang nghĩ thế nào về món quà tặng cho bố mẹ? Nào. À. Thì tôi đã nghĩ là thôi bỏ đi, nhưng tôi nhìn tờ giấy thì tôi làm sao đấy? Tôi đã tìm ra có cái nến điện tử đấy, là cái nến mà thứ nhất này, cái ngọn lửa nó giống, nó rung y hệt cái ngọn lửa của nến thật. Cái nến điện tử mà cái ánh sáng đấy nó rung y hệt như nến thật. Hơn thế nữa là gì ạ? Nó cũng có tác dụng giống như nến thật. Tác dụng gì? Tác dụng để nhìn cho nó đẹp mắt, nhìn cho thức ăn ngon đúng không? À, thế thì nếu mà như thế thì có vẻ là sẽ dùng được một cách an toàn. Đúng không? Như người ta bảo sao? Còn tận 2 tuần nữa mới đến ngày kỷ niệm bố mẹ tôi cưới cơ. Và trong cái loại này, tức là trong cái loại nến điện tử này ấy, thì ngoài ra cũng có rất nhiều kiểu nến khác. Đúng không? Cho nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ tìm hiểu thêm một chút, chưa chốt. Đúng không? Rồi, vậy đây là suy nghĩ hiện tại của tác giả đúng không? Tất cả những phần nào liên quan đến, tất cả những phần nào liên quan đến cái gì mà tác giả đang suy nghĩ trong hiện tại thì chúng phải đọc hết. Ok? Và cuối cùng là sao? Thứ nhất này, tomodachi ni moratta rōsoku ga yokatta kara onaji ka rōsoku ga urarete iru ka shirabeyo. Bởi vì cái nến nhận từ bạn bè dùng rất tốt, cho nên tìm xem có cái nến giống như thế được bán không? Chả liên quan tí nào. Số 2 là gì ạ? Bởi vì tìm được cái nến điện tử có thể dùng an toàn, cho nên ngay lập tức gửi cho bố mẹ. Đấy. Bạn nào học buổi hôm qua thì thấy đây là một câu sai điển hình trong sách giáo khoa.
sai điển hình như sách giáo khoa luôn. Tức là gì ạ? Nó đúng một nửa, chuẩn một nửa luôn, nhưng phần sau nó sai đúng một từ. Sai đúng một từ đấy. Các bạn nhìn lướt lướt lướt, à là mày đây rồi, khoanh hai là sai. Nó sai đúng một từ thôi. Có phải gửi luôn không? Không. Ông nghĩ tiếp cơ mà. Số 3 này. Định là gì ạ? Chọn cái nến điện tử. Nhưng mà thôi, sau khi tìm hiểu thêm một chút nữa thì mới quyết định. Đó, đúng chưa? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng không? Số 4 là gì ạ? Từ bỏ việc tặng nến điện tử và sẽ tìm hiểu về nến thêm một lần nữa. Nào, thế nhiều bạn lại phân vân giữa 3 và 4. 3 và 4 các bạn chọn mấy? Chọn 3 hay chọn 4? Đúng không? Đây này nhiều bạn này. À không, các bạn đều chọn 3 hả, đúng không? Các bạn đều chọn 3 thì nó đúng hết rồi. Không, mình tưởng các bạn nhầm 4, các bạn là nhầm 4 đúng không ạ? Người ta không bảo là từ bỏ việc tặng nến điện tử nhá. Đấy. Không phải tìm loại nến mà người ta bảo là gì ạ? Đọc kỹ này. Ý là gì? Konotype là gì ạ? Là Denkiro Soku đấy. Trong cái loại này thì còn tức là trong cái kiểu này thì còn nhiều chủng loại nữa. Chủng loại khác, cho nên tôi đi tìm thêm. Trong nến điện tử có nhiều chủng loại. Loại của Nhật Bản, loại của Đức, loại của Việt Nam, loại của Trung Quốc, đúng không? Kiểu vậy. Loại ánh sáng trắng, loại ánh sáng vàng, kiểu vậy. Thì tôi tìm thêm, ý là như thế nhá. Ok, vậy là chúng ta xong 4 câu hỏi của bài Trâu Bưng. Thì các bạn có thấy là nếu mà các bạn làm đúng 3 câu hoặc 4 câu bài Trâu Bưng này là gần như N3 các bạn sẽ đỗ không? Chỉ quyết định bằng một câu này. Những cái phần còn lại chúng ta đúng khoảng thậm chí là 4% thôi, 30% thôi, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta sang N2 nhé. N2 chúng ta đi nhanh hơn này. Đầu tiên là câu hỏi này. Ok, câu hỏi đầu tiên các bạn làm đi. Bài Trâu Bưng N2 này có 3 câu hỏi đề tháng 12 năm 2020. Mình sẽ cắt làm 3 đoạn nha các bạn nhé. Bài này mình sẽ không giải thích cả bài đâu, mình sẽ nói rất là nhanh thôi. Ok, thời gian thì hết rồi, chúng ta cùng nhau xem nào. Nào, bài này là một bài Trâu Bưng không hề dễ các bạn nhé. Một bài Trâu Bưng không hề dễ nhưng cũng không quá khó. Vậy chúng ta xem chúng ta xử lý một bài như này như nào. Đầu tiên câu hỏi nó là gì ạ? Theo tác giả thì Sô Đăng Sạ, tức là người hỏi, đầu tiên họ sẽ mong muốn tìm kiếm thứ gì ở người nghe. Bài này là bài dùng đi dùng lại những từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa với nhau, là cái mà mình nói rất nhiều ở trong những buổi trước. Vậy chúng ta xem nào. Đây. À không phải Sô Đăng Sạ đúng không? Nói chung ấy, ở đây chỉ có hai người thôi. Thứ nhất là người hỏi và người trả lời. Và người ta hỏi là gì ạ? Người hỏi cần gì, tìm kiếm điều gì ở người người trả lời, người được hỏi đúng không? Thì ngay đầu tiên nó chính là ở đây. Đây này, Sô Đăng Sạ đây này. Họ tìm kiếm cái gì đây này? Hoshi đây này. Hoshi đây này. Tai đây này. Đây là những cái mong muốn của người ta. Đúng ạ? Đúng không? Nhiều bạn, các bạn không để ý. Một nan nhiều moto meteren desu ka, tức là họ tìm kiếm cái gì, họ muốn cái gì, đây còn gì nữa. Các bạn không nhìn bởi vì sao? Các bạn không thấy là thế thì người được hỏi đâu? Chủ ngữ ẩn. Đơn giản vậy thôi. Các bạn để ý xem. Ừ. Sōdansha wa kotae o sugu に出してほしいのではなく、まずしっかり話を聞いてほしいのだ。Những người hỏi không phải họ muốn ngay lập tức có câu trả lời đâu, mà đầu tiên, đấy, keyword đầu tiên chưa? Đầu tiên là từ đồng nghĩa với từ sai số. Đơn giản vậy thôi. Nó là những từ đồng nghĩa thôi. Đầu tiên muốn nghe cẩn thận câu chuyện của mình, muốn ai nghe, muốn người được hỏi nghe. Nhưng mà nó không viết chủ ngữ ra, các bạn không biết, đúng không? Chúng phải quen với cách này đi. Thứ hai là gì ạ? Họ muốn kể chuyện. Thế kể chuyện thì có người nghe chứ. Tức là họ muốn kể chuyện với người được hỏi. Họ muốn kể chuyện với những người chuyên gia, đúng không? Những người bác sĩ. Những người tư vấn. Đấy. Không có chủ ngữ thì luôn luôn chủ ngữ sẽ là chủ ngữ câu trước. Nhưng câu không có chủ ngữ thì chủ ngữ auto là chủ ngữ câu trước. Đó, đấy là định luật bất biến trong việc dịch câu tiếng Nhật. Rồi. Thế thì đúng ạ.
nghe một cách, đúng không ạ? Chỉ nghe câu chuyện của mình một cách chậm rãi, chứ còn gì nữa, đúng không ạ? Là từ đồng nghĩa đấy. Đây, dịch cứ đi đây này. Dịch cứ đi, yu cứ đi một cách chậm rãi thì bằng với cả jikang o kakete, đúng không? Muốn nghe, muốn kể, chỉ muốn nói, không muốn là lời khuyên, chưa cần lời khuyên gì cả. Đó. Đấy nhá. Các bạn để ý không? Đấy là cái lừa đấy. Đấy là cái lừa đấy. Câu số 4 các bạn chọn đúng không? Tại sao nó sai? Người ta hỏi đầu tiên cơ mà. Đầu tiên. Đó. Mình nói là gì ạ? Có những phần có thể đọc lướt, nhưng có những phần tuyệt đối phải đọc thật kỹ, dịch cực kỳ cẩn thận. Đó là câu hỏi, đó là 4 đáp án. Có bảo là phải những người đấy phải cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết với mình không? Không nói. Đầu tiên, đúng không? Rồi, thứ hai nào. Ở đây, đây, câu số 2 là đoạn này. Đúng không ạ? Ngoài những chỗ này ra chúng ta vẫn phải đọc cái phần này nhá. Bởi đây nó là cả một bài đấy. Những phần này kể cả chúng ta chọn đáp án rồi, những phần này chúng ta vẫn phải đọc lướt qua để hiểu mạch văn nhá. Rồi. Ây chà, các bạn chọn này là các bạn nhìn nhau chọn à? Nhìn nhau à? Các bạn nhìn nhau các bạn chọn à? Hay như nào? Mình cho luôn đáp án nhé. Các bạn có nhìn đúng câu không đấy? Các bạn nhìn nhau à? Nhìn bài à? 4 là đáp án chính xác. Các bạn nhìn bài nhau à? Hả? Hay như nào? Tại sao sai? Các bạn tìm cái đấy nó ở đâu? Thứ nhất này, ở trong phần này mình có cho các bạn xem sai cái gì không nhỉ? Không đúng không? Nhỉ? Nào, thực ra bài này là cái bài châu bưng khó nhất trong cả cái đề này. Ờ thì nó cũng khó rồi, nhưng mình đã cho các bạn thấy là nó cũng không khó đến thế. Khó đến thế nếu chúng ta có thời gian nhé. Chúng ta phải làm trên đúng trên 2 câu, trên 3 câu này đấy. Nếu mà nó khó thì để xem nó khó như thế nào nhé. Thật sự nó có khó đến mức đấy, đến mức các bạn làm sai không nhé. Đây này. Đây. Câu hỏi nào, luôn nói chung là khó hay không khó thì cứ phải câu hỏi đã. Cái câu hỏi này thì N4 cũng dịch được, đừng có nói là em thấy câu hỏi nó khó. Các bạn có dịch được không? N4 cũng dịch được đúng không? Thì không được nói lý do là câu hỏi nó khó nhé. Nào, theo tác giả thì này, ở trong cuộc trò chuyện giữa người hỏi và người nghe thì chủ ngữ là cái người hỏi, họ cố gắng nói chuyện như thế nào? Người hỏi cố gắng nói chuyện như thế nào? Ngược lại các bạn giải thích cho mình tại sao các bạn thấy ba đúng. Thì mình biết là các bạn tại sao các bạn sai đúng không ạ? Hoặc là mình có thể biết những lý do khác, đúng không? Đâu nhỉ? Khả năng các bạn nhìn câu này đúng không? Có phải các bạn nhìn câu này không? Nói chung là đây. Thứ nhất này, cái đoạn trên này thì nó nói về những vấn đề xảy ra. Ờ chúng ta vẫn đọc cũng không sao. Đọc qua đi. À, còn đây, đây này, thế thì cái góc nhìn mới sinh ra từ một cái cấu trúc mới, từ một cách suy nghĩ mới, nó đến từ đâu nhỉ? Hay nói cách khác là gì ạ? Làm sao để chúng ta có một cách nhìn mới, một cái góc nhìn mới về cái vấn đề đang nói chuyện? Đó, thì cái việc đó chỉ có thể xuất hiện ở trong câu chuyện mà thôi. Tức là trong đầu cái ông chuyên gia không có luôn câu trả lời đâu. Mà để có cái góc nhìn mới giải quyết vấn đề, nó phải sinh ra từ trong câu chuyện của hai người nói với nhau, đúng không ạ? Tiếp này, 聞き手がいることで聞き手は分かるように事情や自分の悩める思いを説明しようとする. Là nhìn kỹ này. Ở đây có mấy nhân vật. Thứ nhất là 話し手, đúng không ạ? 話し手, tê là cái chữ tay này này, là cái người hỏi. Hay nói cách khác là 相談者. 相談者 đâu? Hay nói cách khác là 相談者. Đây, 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 đây. Là người hỏi hay là hanashite đúng không? Và người thứ hai ấy, là người nghe. Bằng việc có người nghe, bằng việc là không chỉ có mình đang tự kỷ mà có thêm một ông người nghe nữa, thì sao ạ? Mình sẽ phải, cái ông người nói này phải cố gắng giải thích những cái suy nghĩ mình đang phiền não, mình đang đau đầu của mình nghe, để sao cho cái ông đấy, ông ấy hiểu. Nói chung là em đang buồn vì gì? Em buồn tình yêu đúng không? Vâng, em buồn lắm bác sĩ ạ. Em mới chia tay người yêu. Tại sao chia tay? Buồn cái gì? Thế mình phải nói để cho ông ấy hiểu đúng không? Bởi vì có người nghe thì mình phải giải thích cho người nghe hiểu.
nếu mà cái người nghe còn chả hiểu mình nói cái gì thì câu chuyện làm sao mà nó tiếp diễn được, đúng không? Chính vì thế cho nên chủ ngữ là gì? Chủ ngữ vẫn là người nói, đúng không ạ? Vẫn là sô đang chạm. Và cái người nói đấy sẽ phải cứ phư là gì? Tìm cách, hôm trước vừa dịch rồi, tìm cách, tìm ý tưởng, tìm cách giải thích kiểu gì để người nghe hay là chuyên gia sẽ hiểu giúp mình và nói chuyện. Đây nó chính là đáp án chứ còn gì nữa. Đáp án chứ còn gì nữa. Thế đúng chưa? Thì có phải nếu câu này không phải là 2020 và mà là 2024 thì các bạn sai không? Mà nó có đáng sai không? Ngữ pháp N mấy thì ạ? N4. Đúng ạ. Chẳng qua các bạn nhìn lướt. Cái chỗ này là chỗ quan trọng, đi lướt. Đúng ạ. Tê. Đọc kỹ xem. Đó, người ta hỏi là sô đang sợ làm sẽ cố gắng nói chuyện như thế nào, nó phải là như thế này chứ. Suy nghĩ cách giải thích làm sao cho cái người nghe mà hiểu được, còn gì nữa. Chứ có nói câu nào là nói chuyện cẩn thận kỹ càng để gì ạ? Đây. Kiểu sai mà y hệt hôm trước, vừa câu trước nói đúng không ạ? Nửa đầu đúng, đúng không? Giải thích một cách kỹ càng những cái sự tình và phiền não của mình, hết sức làm sao cho người ta hiểu. Nhưng đây chúng ta phải nghĩ cách giải thích, chứ không phải là cứ giải thích cụ thể là được. Không phải là cứ cụ thể là được. Và trong bài nó không có chữ nào là chữ gần nghĩa, đồng nghĩa với từ cụ thể. Không có từ nào đồng nghĩa với từ cụ thể mà, đúng không? Các bạn tự nghĩ ra từ đấy. Nó bảo là gì ạ? Do setsume suru no ga ii ka. Nó phải đồng nghĩa với từ là gì ạ? Setsume no shikata o kangaeru. Cách giải thích, suy nghĩ, đúng không? Suy nghĩ cách giải thích, đúng không? Đó. Đấy, cho nên những cái mẹo, những cái kiến thức, cách làm mình nói thì những buổi trước nó cực kỳ áp dụng trong những bài này. Nhưng mà các bạn, hoặc là các bạn chưa dùng nhiều, đúng không? Chưa làm nhiều, chúng nó chưa quen. Rồi, ngoài ra thì hôm nay chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Ở hẹn 8 giờ chúng ta phải kết thúc buổi live stream. Cho nên là chúng ta sẽ chỉ đi 2 câu hỏi cho buổi ngày hôm nay thôi. Mình nghĩ là 2 câu hỏi là đủ đấy. Là đủ để các bạn cảm thấy là mình cần phải học như thế nào và những cái lý thuyết mình đưa ra nó đúng như thế nào, nó hiệu quả như thế nào. Đó, bạn nào có thời gian thì làm nốt nhé. Đề chô bưng tháng 12 năm 2020 của N2. Hãy, hôm nay rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu mà nó buổi live stream này hữu ích cho các bạn thì hãy ấn một like để ngày mai chúng ta gặp nhau tiếp. Hãy, では今日はありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。